Dạ. Yeah. Tảng đá hình trụ nó dựng đứng như thế. Dạ. Yeah. Có tên là thác đứng. Nhưng mà cũng có người nói là vì đến đây hiện tại bây giờ thì chưa có cái dịch vụ gì để cho khách ngồi, nhưng họ đứng. Thì yeah. cho rằng cái phương án một nó hợp lý hơn. Và cuối mùa mưa, nước nó trong. Dạ. Đầu năm qua đã bắt đầu có thể có, bắt đầu sang con nước nhiều. Dạ. Yeah. Nước nó trong. Mới hai trận mưa lớn nhất gần đây, mưa nó đục to là đất, đây là đất Ba Giang, đất đỏ. Có những người chưa có hiểu như câu ngày xưa cũng bảo nước đục quá, đất dơ quá, nhưng thực ra là đặc trưng của miền Đông là đất đỏ. Từ đất đỏ nó ra cái màu đỏ chứ không phải là nước dơ, nước bẩn. Nó cái độ cao khoảng 4-5 mét, cái chiều ngang của thác này nó khoảng chừng 10 mét. Cái chấn của núi lửa đời nào để nó tạo ra những cái tảng đá hình trụ. Dạ. Đấy là cái đặc biệt của cái thác Hương Sơn, cả cái thác địa phương khác. Đúng ở bên trước nhưng mà không có được, nên các thác Hương Sơn của cô hiện tại thì có phục vụ cho du khách ẩm thực, có những cái món ăn đặc trưng của rừng, rau rừng, lá nhít, còn mang vào lẩu từ cái nguồn rau rừng, có gà đồi, có cá suối, ốc suối. Cái món ăn đặc trưng nữa là cơm lam, canh phục, rau xào và lá nhít. Còn yeah. chính bản thân cô thì tạo ra được những cái đặc trưng nữa là về cái việc chế biến ra từ cái trái điều. Trước thì vào mùa điều thì có những món ăn từ trái điều, từ hạt điều. Cá bống này thì cá tự nhiên lâu lâu mới có, lâu lâu mới bắt được thôi. Mình có đi chợ sớm thì mình canh thì mới được. Cái này là họ bắt ở sông, sông cá này thường sống ở ví dụ như sông Bé cũng có này, sông Đồng Nai cũng có, và sông Lấp. Dạ. Sông Lấp mà cái đường đi vào khu bảo tồn Lông Bo á. Dạ. Có gọi cầu Sông Lấp thì sông đấy có. Dạ. Nhưng mà người ta đánh được ít lắm. Như nay ra thì cái nhà này nó có ký, lần ký thì mua luôn. Cá lóc này cũng cá tự nhiên này. Dạ. Còn gà đây gà rẫy luôn anh hả? Gà rẫy. Dạ. Còn những canh tục cũng người đồng bào người ta làm. Nguyên liệu thì có lá nhíp. Người hái ở rừng, cả tự nhiên, cả rừng từ đầu ngón tay. Nấu với có thể là thủng với thịt heo, thịt bò, thịt trâu cũng được, tôm, tép cũng được. Nên có nhiều cách thủng lắm. Hoặc lá nhít thủng giọt mây. Anh là muốn bún tô về nữa. Bún tô này. Vô đây cho anh. Vô đây anh làm nhé. Ừ. Ừ, ngon không? Ngon không anh? Ừ, thơm. Cá ngon không?